Này Vô A Cha, hai pháp này được tu tập cao hơn, chỉ và quán, sẽ đưa đến thể nhập vào một số giới sai biệt sau đây. Này Vô A Cha, nếu ông muốn như sau, nếu muốn ta có thể chứng các loại thần thông, như một thân hiện ra nhiều thân hiện ra một thân. Ta có thể biến hình đi ngang qua vách, qua tường, qua núi, như ngang qua đất hư không. Ta có thể độn thổ trồi lên đi như trên đất liền. Ta có thể đi trên nước như đi trên đất liền. Ta có thể đi trên nước không chìm như trên đất liền. Ta có thể ngồi kiết già trên hư không như con chim, với bàn tay chạm giờ mặt trời, mặt trăng, những vật có oai lực, oai thần như vậy. Ta có thể tự thân bay đến cõi Phạm Thiên. Thì ông sẽ đạt được cái gì đó có thể chứng ngộ tại đây nếu ông còn giữ được đối tượng. Và lúc ấy Đức Phật khuyến khích cái vị Vô A Cha này hãy thực hành thiền định trước, vì cái năng lực của thiền định nếu đạt đến cái mức độ tối cao, nếu đạt đến cái mức độ tối thượng, thì vị ấy sẽ có thể phát triển được những cái năng lực thần thông phi thường, những cái thắng trí, những cái năng lực thần thông siêu nhiên, những cái thần thông khác thường, có thể biến hóa ra hàng hàng ngàn người một lúc. Thân này có thể biến ra rất nhiều thân, có thể bay ở trên hư không, có thể đi ở trên nước, có thể độn thổ dưới đất, đi trên đất liền, có thể bay đến các cõi trời, có thể ngồi ở đây mà tay mình có thể chạm đến mặt trời, mặt trăng, có thể đi đến cả các cái cõi thế giới khác, các cái cõi Phạm Thiên khác. Điều đó là cái năng lực thần thông của các bậc A-la-hán thời xưa, của Đức Phật thời xưa, là những cái năng lực này rất nhiều người có thể đạt được. Và Đức Phật biết rằng cái vị Vô A Cha này có cái ba la mật ấy, có cái khả năng ấy, nên Đức Phật khích lệ điều ấy. Đức Phật nói ra cái kệ thành quả để cho vị ấy phát khởi cái tâm dũng mãnh tinh tấn, để cho vị ấy có cái sự tự tin vào chính cái khả năng của mình, để vị ấy phát huy hết những cái năng lực của mình, để vị ấy tinh tấn hết khả năng mình, và vị ấy sẽ đạt được như vậy. Rồi Đức Phật nói rằng nếu với thiên nhĩ thuần tịnh sâu nhân, ta có thể nghe được hai loại tiếng, tiếng chư thiên và loài người ở xa hay gần. Ông sẽ đạt được những điều đó, những gì có thể chứng ngộ ở đây nếu ông khi ông còn giữ được đối tượng. Còn giữ được đối tượng ở đây là khi nào ông còn giữ được cái tâm định tĩnh. Tức là vị ấy muốn phát triển những cái năng lực thần thông này, vị ấy cần phải thuần thục tứ thiền bát định, nhập suốt các tầng thiền, theo 10 cái biến xứ, 8 biến xứ Kasina ấy, đất nước nửa gió, đen vàng đỏ trắng ấy, ánh sáng hư không. Rồi vì ấy nhập thiền suốt thiền, nhập thiền suốt thiền, thuận thứ các thiền chi, nghịch thứ các thiền chi, thuận thứ các tầng thiền và ngược thứ các tầng thiền. Rồi vì ấy suốt nhập các tầng thiền một cách thiện xả, tùy theo ý thích của mình. Bỏ băng các thiền chi, bỏ băng biến xứ, bỏ băng các thiền chi và biến xứ, đổi vị trí việt thiền chi, đổi vị trí đối tượng. Nếu như vị ấy có thể thiện xảo như vậy, như một cái người luyện vàng mà người ta muốn nặn cái vàng ấy theo những cái hình trang sức này, trang sức khác, người ta cần phải nấu nung cho những cái vàng ấy nó tan chảy ra. Khi vàng nó tan chảy ra rồi, người ta muốn nặn ra cái gì cũng được, nặn ra cái hình bông hoa, nặn ra một cái hình, một cái vòng, một cái nhẫn, hay là bất cứ một cái gì theo ý thích của mình. Thì cũng vậy, khi tâm mà đã được nhu nhuyễn, đã được nhào nhuyễn, đã được thuần thục đối với sự nhập suốt các tầng thiền một cách tự tại theo ý muốn của mình, một cách tinh luyện như vậy, cũng giống như một cái người luyện vàng tan chảy, thì với một cái tâm nhu nhuyễn thuần tịnh như vậy, được rèn luyện một cách tinh luyện như vậy, thì vị ấy muốn biến hiện ra cái gì cũng biến hiện được. Ấy có thể tùy khả năng của mình mà biến hiện cái này cái kia. Vì ấy có thể phát triển được túc mạng thần túc trí, phát triển được thiên nhĩ thông, nghe được cả chư thiên nói chuyện gì, hay là những người nơi rất xa người ta nói chuyện gì. Mình chỉ cần hướng cái ánh sáng của cái tâm định tĩnh đến đấy, thể nhập với nhĩ căn của mình, mình có thể nghe được người ta nói gì đấy là thiên nhĩ thông. Và này Vô A Cha, nếu muốn mong rằng ta có thể biết được tâm của các chúng sinh khác, của người khác với tâm của ta, tâm có tham hay tâm có sân, hay tâm có si, hay là tâm không tham không sân không si, hay là tâm chuyên chú, tâm không chuyên chú, tâm tán loạn hay không tán loạn, tâm đại hành hay không đại hành, tâm vô thượng hay chưa vô thượng, tâm có thiền định hay không có thiền định, tâm giải thoát hay không giải thoát, và
Vị ấy có thể biết được tâm của những chúng sinh ấy khi nào còn giữ được đối tượng, khi nào còn tâm định tĩnh. Vị ấy có thể biết được tâm của chúng sinh đang nghĩ gì, ai đang nghĩ cái gì, tâm tốt, tâm xấu, biết được hết. Vậy khi Đức Phật có thể quan sát được cái ý nghĩ của người khác, biết được người khác đang nghĩ gì. Như vậy với một cái người có tha tâm trí, người ta sẽ biết được ý nghĩ của người khác, ai đang nghĩ gì, nghĩ những cái điều tốt hay điều xấu, cao thượng hay là hạ nhiệt, ô nhiễm hay là thanh tịnh, thì có thể biết được tâm của chúng sinh khác là như vậy. Này Vajra, nếu muốn thì có thể nhớ đến nhiều đời sống quá khứ, một đời, hai đời, ba đời, bốn đời, năm đời, 10 đời, 20 đời, 30 đời, 40 đời, 100 đời, 1000 đời, nhiều thành kiếp, nhiều hoại kiếp, nhiều thành và hoại kiếp. Ở chỗ này ta đã sinh ra, chỗ kia ta đã sinh ra, ta có tên như thế, dòng họ như thế, giai cấp như thế, khổ lạc như thế, tuổi thọ như thế. Sau khi chết ở chỗ kia, ta sinh ở chỗ này, ta có tên như thế này, khổ lạc như thế này, tuổi thọ như thế này. Và vì ấy có thể nhận biết được, những nhớ lại được những đời sống quá khứ, cả những nét đại cương và chi tiết. Vì ấy muốn biết đại cương, cương là kiếp trước mình sinh ở đâu, 20 kiếp trước, 100 kiếp trước, 1000 kiếp trước mình sinh ở làm loài gì, chúng sinh gì, chư thiên hay loài người hay là súc sinh hay là ở đâu đó. Còn nếu như vị ấy muốn biết một cách chi tiết thì vị ấy cứ quan sát một cách chi tiết ở cái đấy, sinh ra có cha mẹ như thế nào, cuộc sống như thế nào, còn nhỏ làm sao, lớn lên làm sao, trưởng thành như thế nào, già như thế nào, và khi chết như thế nào, tại sao mà chết, chết ở chỗ đấy lại sinh về đâu. Có thể tác ý như vậy, có thể nhớ lại được như vậy, có thể thấy được rõ ràng những kiếp sống quá khứ như vậy. Đấy là với bằng cái tâm có thiền định, với cái tâm định tĩnh, với cái tâm thuần tịnh thì nhớ lại được như vậy một cách dễ dàng, một cách rõ ràng. Đấy là cái năng lực ấy chỉ có người thực hành thuần thục về tứ thiền bát định, thực hành về thiền định thì mới đạt được. Cho nên Đức Phật mới khuyên vị ấy hãy thực hành thiền chỉ quán, thực hành thiền chỉ rồi sau đó chuyển sang thiền quán. Chứ người nào hành thuần quán thì không có những cái năng lực như thế. Người là thuần quán có chứng A-la-hán thì có tam minh, nhưng không có nục thông. Còn với người mà thực hành thiền định nữa thì sẽ có cả nục thông, tứ tuệ phân tích. Rồi này Vajra, nếu như muốn thì với thiên nhĩ thuần tịnh, ta có thể thấy sự sống chết của chúng sinh, biết rằng chúng sinh người hạ liệt, kẻ cao sang, người đẹp đẽ, kẻ thô xấu, người may mắn, kẻ bất hạnh, đều do hạnh nghiệp của họ. Những chúng sinh này làm những ác hạnh về thân, ngữ ý, lời nói, phỉ báng các bậc thánh theo tà kiến, tạo các nghiệp theo tà kiến, thì khi thân hoại mạng chung phải sinh vào các đọa xứ, các cái địa ngục. Còn những chúng sinh làm các thiện hạnh về thân, khẩu ý, không phỉ báng các bậc thánh, không tạo các ác nghiệp, sống có chánh kiến, thì những người này khi thân hoại mạng chung được sinh về thiện thú thiên giới cõi đời này. Như vậy với thiên nhĩ thuần tịnh siêu nhân thì ta có thể biết được sự sống chết của các chúng sinh ấy, kẻ cao thượng hạ niệt đều do những cái hạnh nghiệp của họ, những cái kẻ may mắn, người bất hạnh đều do những nghiệp mà họ đã tạo ra. Ông sẽ đạt được những điều ấy, chứng ngộ được những điều ấy ở đây khi nào ông còn giữ được cái tâm định tĩnh, còn giữ được đối tượng. Muốn quan sát bao nhiêu cũng được, có những vị ngồi vị quan sát các cảnh giới ấy, quan sát các kiếp sống ấy trong 1 tiếng, 2 tiếng, 3 tiếng. Thậm chí vì có những vị ngồi quan sát suốt ngày suốt đêm để nhớ lại những đời sống quá khứ, hay là quan sát những cái cõi khác, hoặc là vị ấy có thể quan sát được cả những thế giới khác, không phải chỉ có một cái thế giới này. Nên là có những vị như là tôn giả Anuruddha, vì có thể phát triển cái thiên nhãn ấy, thấy 1000 thế giới khác nhau một cách dễ dàng, không khó khăn. Còn cái việc mà quan sát ở một thế giới này thì rất dễ dàng, mà còn thể quan sát được rất nhiều các thế giới khác luôn. Còn khả năng của Đức Phật có thể thấy được tam thiên đại thiên thế giới, 3000 đại thiên thế giới một cách dễ dàng nhờ cái năng lực của thiền định. Đấy cũng là một cái ưu điểm mà một cái người thực hành thiền định có thể phát triển được những cái thắng trí ấy, những cái khả năng phi thường siêu nhân như vậy. Này Vajra, nếu ông có thể muốn như sau, với sự đoạn trừ các nậu hoặc, mong rằng với thượng trí tự mình chứng ngộ, chứng đạt an trú ngay trong hiện tại, vô nậu tâm giải thoát, tuệ giải thoát, ông sẽ chứng được những gì có thể chứng ngộ tại đây nếu ông còn giữ được đối tượng. Rồi cũng từ cái năng lực thiền định ấy thì vị ấy có thể phát triển
được cả cái nậu tận trí, vì ấy có thể phát triển được cả cái trí tuệ đi đến giác ngộ giải thoát hoàn toàn. Rồi khi nào vị ấy nhập vào thiền định, rồi vị ấy xuất ra khỏi thiền định, vị ấy quan sát cái thân năm uẩn này, đây là sắc, đây là đất, đây là nước, lửa, gió, thấy cái thân tứ đại này là sắc, là sự tập khởi, sự đoạn diệt của sắc và con đường đưa đến đoạn diệt của sắc, đây là thọ, sự tập khởi, sự đoạn diệt của thọ, đây là tưởng, đây là hành, đây là thức, sự tập khởi, sự đoạn diệt của nó. Mình cần quán như thế suốt ra khỏi cái tầng thiền đấy, vì phân tích chính cái tầng thiền đấy và thấy ra được những cái danh pháp, sắc pháp của chính cái tầng thiền đấy, để thấy ra được cái sự tập khởi, sự đoạn diệt, sự vô thường, sự khổ, sự vô ngã của nó. Rồi vì ấy lại tiếp tục quan sát các cái căn, các cảnh, các trần, các thức này, và mình ấy đều có thể quán được cái sự khổ, sự nhân sinh là khổ, sự chấm dứt khổ và con đường đưa đến chấm dứt khổ, có thể giác ngộ được tứ thánh đế, vì ấy có thể đoạn trừ được năm thượng phần kiết sử, năm hạ phần kiết sử, và vì ấy có thể đạt được đến cái trí tuệ vô nộng, sinh đã tận, phạm hạnh đã thành. Đấy cũng là cái sự thực hành thiền định, rồi sau đó vị có thể chuyển sang phát triển về tuệ giác, về thiền tuệ, thiền vipassana, dựa trên cái nền tảng của những cái thiền định, thiền chứng này, chứ không phải là cái người tu chứng các cái tầng thiền này rồi người ta sẽ tham ái, rồi người ta sẽ chấp trước, người ta sẽ an trú ở trong tầng thiền đấy, rồi người ta sẽ không có thể chứng được đạo quả giải thoát, thì đấy chỉ là các hàng ngoại đạo, đấy chỉ là trong thời kỳ không có giáo pháp của Đức Phật. Nhưng thời kỳ mà các vị ẩn sĩ thuở xưa, các vị ấy cũng có thể tu chứng các cái tầng thiền, và các vị ấy cũng có thể tu chứng được túc mạng trí, có thể mà phi hành bay ở trên hư không, có thể đi trên nước, có thể độn thổ trồi lên, có thể đi đến các cõi thiên giới. Các vị ấy cũng có thể có thiên nhĩ trí, có thể có tha tâm trí, có thể có túc mạng trí, có thể có thiên nhãn thông. Nhưng mà các vị ấy không thể có được nậu tận trí. Còn trong giáo pháp của Đức Phật, thì sau khi mà thành tựu viên mãn về thiền chỉ Samatha rồi, các vị ấy có thể phát triển được cái năm cái thắng trí này rồi, nhưng mà các vị ấy cũng không quên cái phận sự, đó là phải đoạn trừ các nậu hoặc. Rồi vị ấy vẫn có thể xuất ra khỏi cái tầng thiền ấy và quán như thật tuệ chi, quán sát các cái sự thật trên cái thân năm uẩn này, bên trong, bên ngoài, quá khứ, hiện tại, vị lai, xa gần, cao thượng, hạ nhiệt. Rồi vị ấy cũng sẽ có thể đoạn trừ được tất cả các nậu hoặc và thành tựu được tâm giải thoát, tuệ giải thoát. Ông sẽ chứng đạt được những cái điều ấy nếu ông còn giữ được đối tượng. Rồi tôn giả Vua Cha hoan hỉ, tùy hỉ lời dạy của Đức Thế Tôn, từ chỗ ngồi đứng dậy đảnh lễ Đức Thế Tôn, rồi từ biệt ra đi. Rồi tôn giả Vua Cha độc chú viễn ni, không phóng dật, nhiệt tâm tinh cần tỉnh giác, không bao lâu với thắng trí tự mình chứng ngộ, chứng đạt và an trú ngay trong hiện tại. Vô thượng cứu cánh phạm hạnh, vì mục đích này mà các thiện gia nam tử chân danh xuất ra, từ bỏ gia đình, sống không gia đình, đã đoạn tận, phạm hạnh đã thành, việc cần làm đã làm xong, đời hiện tại không còn đời khác nào nữa, tôn giả Vua Cha đã trở thành một vị A-la-hán nữa. Thế là Đức Phật đã khuyến khích như vậy, đã giảng dạy như vậy, đã sách tấn cái vị tỳ kheo Vua Cha Gotā này, hãy thực hành thiền chỉ và thiền quán, thiền định và thiền tuệ. Và cái lợi ích của cái việc thực hành thiền định và thiền tuệ này như vậy, đạt được các cái thắng trí như vậy và đạt được nậu tận trí như vậy. Đối với vị tôn giả Vua Cha, sau khi thọ lãnh giáo pháp từ Đức Phật, vị ấy đã đi vào độc cư, tức là vị ấy đã sống độc cư ở trong một cái tịnh thất của mình. Rồi vị ấy nỗ lực tinh cần, tinh tấn, tỉnh giác, chánh niệm, tu tập các pháp thiền chỉ, thiền quán ấy. Và vị ấy cũng đã chứng được những cái điều gì mà Đức Phật đã giảng dạy từ trước. Vị ấy đã chứng được tam minh lục thông như thế, có năng lực thần thông quảng đại như thế, một vị A-la-hán cao thượng như vậy. Rồi sau một thời gian, có một số đông các vị tỳ kheo đi đến yết kiến Đức Thế Tôn. Rồi tôn giả Vua Cha thấy các tỳ kheo đi đến, đấy, liền nói với các tỳ kheo rằng: chư tôn giả đang đi đâu đấy? Thưa hiền giả, chúng tôi đến yết kiến Đức Thế Tôn.
Vậy chư tôn giả hãy nhân danh tôi cúi đầu lãnh lễ Thế Tôn và thưa rằng: Bạch Đế Tôn, Tỳ kheo Vaicha, Vô Ta cúi đầu lãnh lễ chân Thế Tôn và nói như sau: Tôn giả, Thế Tôn đã được con hầu hạ, thiện thệ đã được con hầu hạ. Thưa vâng Tôn giả. Các tỳ kheo ấy vâng đã Tôn giả Vaicha, rồi đi đến Đức Thế Tôn và đảnh lễ Đức Thế Tôn, ngồi xuống và bạch Đức Thế Tôn như vậy: kính bạch Thế Tôn, là Tôn giả Vaicha cúi đầu đảnh lễ thân Thế Tôn, và Tôn giả ấy có gửi nồi nói rằng: Bạch Thế Tôn, thiện thệ đã được con hầu hạ, Thế Tôn đã được con hầu hạ. Nên là vì này muốn nói rằng là con đã thành tựu được những điều mà Ngài dạy con. Ngài đã dạy con những điều ấy, con đã làm xong, con đã làm xong được phận sự, tức là cái bài mà Ngài giao, cái pháp mà Ngài chỉ dạy, bảo con hãy làm cái việc ấy, con hãy tu tập như vậy, và con đã làm được như vậy. Giống như một cái sự trả bài đối với thầy, học trò, đệ tử đối với thầy, là con đã làm xong được cái pháp mà Thế Tôn đã khích lệ con, đã khuyến hóa con, đã giảng dạy con, đã sách tấn con, và con đã làm xong cái phận sự của một vị sa môn. Rồi Đức Phật nói rằng: Này các tỳ kheo, ta đã biết được điều ấy, biết được tâm của tỳ kheo Vaicha với tâm của ta. Đó là vị ấy đã thành tựu được tam minh, có thần thông lực, có đại thần lực, có đại uy lực. Và các chư thiên cũng đã báo với ta như vậy: Tỳ kheo Vaicha Gotā đã là một bậc tam minh lục thông, có thần thông lực, có uy lực lớn rồi. Và Đức Thế Tôn thuyết giảng như vậy, các tỳ kheo ấy hoan hỷ tín thọ lời Đức Thế Tôn dạy. Đấy là kết thúc cái bài kinh Vaicha Gotā, bài kinh số 73.